Chậu này á là mình ghim sẵn hai cây mai còn ở đây ha, trồng á. Đây mình có một số ít sung ta á, cái sung truyền thống của mình á, phơi cho nó rã ra có hột nè. Bây giờ mình sẽ rải hột vào đây, giống như có ý mong muốn là may mắn một cách sung mạng sung túc ha. Thì khi mình rải vào như thế này xíu, mình sẽ lấp một lớp đất nhẹ lên nữa, nó sẽ mọc lên cây con ha, có thể như vậy. Sau đó chúng ta sẽ lấy những cái cây đó chúng ta trồng, thì chúng ta lại có những cây sung con. Sung này thì dễ trồng thôi ha. Ở đây mình có rải một số ít hạt phân viên á, phân hữu cơ cho nó tốt cây tốt đất ha. Tôi đã rải bỏ cái mảng này mất. Ta rải nhiều à. Đó, các bạn thấy kiến ở trong này hả? Coi như cho nó ăn luôn cũng được ha. Bao bụng. Như thế này bỏ một ít cái phần, thêm phần hữu cơ ít vô thôi. Phủ một lớp cho chấu sơ dừa lên giữ ẩm. Để trong mát hoặc là trong ống râm bán phần. Chậu này cũng thì khi mình tưới nước mình xịt này kia lâu ngày vài tháng, cái hộp có thể nó chìm xuống dưới, chìm xuống dưới sau này nó sẽ mọc, mà chìm sâu quá thì nó sẽ không mọc. Thì tránh hao hụt thì mình sẽ làm nhiều một chút. Ngoài ra côn trùng nó ăn nữa.
thì mình trồng xong mình để chỗ mát bán phần như thế này. Thì từ từ những cái hạt nào tốt đủ điều kiện nó sẽ nảy mầm lên, còn những hạt không đủ điều kiện nó sẽ làm phân hoặc là làm thức ăn cho các loài kiến côn trùng này kia. Thì bây giờ có một số cây này mình sẽ vô chậu luôn ha, mình sẽ phối hợp với sung thử cho nó lên không. Rồi mình chia sẻ đến đây thôi, xin chào, hẹn gặp lại ha.